Thưa quý vị và các bạn, thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay được dự báo mát mẻ khi mưa dông vẫn đang tiếp diễn ở vài nơi và còn kéo dài trong cả ngày với lượng mưa trung bình từ 25 đến 30 mm. Riêng khu vực phía Tây và trung tâm thành phố lượng mưa trên 50 mm. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo có khả năng xảy ra. Và bên cạnh đó thì cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Nhiệt độ đo được lúc sáng sớm vào khoảng 24-25 độ với độ ẩm trên 90%. Từ khoảng 8 giờ, nhiệt độ bắt đầu nhích tăng dần theo giờ. Đến 10 giờ, nhiệt độ tăng lên mức là 28 độ và tăng lên 30 độ vào giữa trưa. Và đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong cả ngày hôm nay. Buổi chiều, nhiệt độ giảm xuống còn 29 độ vào lúc 15 đến 16 giờ rồi tiếp tục giảm dần. Khi trời tối, nhiệt độ duy trì ở mức là 26 độ, độ ẩm trong ngày từ 66 cho đến 77%. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo người dân, khi trời xảy ra mưa dông thì chỗ an toàn để tránh trú là các tòa nhà có trang bị hệ thống bảo vệ đầy đủ. Và khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt, không nên sử dụng điện thoại trừ trường hợp cần thiết. Và rút phích cắm các thiết bị điện và anten, tránh ở gần các dây điện thoại và dây điện nên cách ít nhất 1 mét. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 30 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ không thay đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 30 độ. Vùng núi Ba Vì và Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút ngày hôm nay.